9. Thông thường chúng ta đều nghĩ tổ chức vũ trụ trong câu chuyện Dragon Ball là một thứ sẵn có và nó mặc định phải như vậy. Như là Geno là đấng tối cao nhất của vũ trụ, rồi đến các thần cai quản đa vũ trụ, thần cai quản vũ trụ, màn đông tây nam bắc vũ trụ, thần của từng hành tinh hay thần của từng vùng đất. Họ hoạt động thông suốt nhịp nhàng với nhau như một bộ máy, mỗi người đều làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Nhưng bạn ơi, bạn có từng nghĩ là những bộ luật hay những quy tắc dành cho mỗi người trong bộ máy đó là do ai đưa ra hay nó vận hành như thế nào không? Daisuke cũng vậy. Rõ ràng ông ta xuất hiện một cách bí ẩn từ thời khai thiên lập địa và có một nhiệm vụ cố định là làm trợ lý cho Geno từ nghìn xưa đến giờ. Ai đã bắt ông ta làm như vậy? Các bộ luật vũ trụ giới hạn thiên thần cùng vạn vật là do ai đã đưa ra? Lương của đại thiên sứ là bao nhiêu một tháng?